Ngoại trưởng Mỹ công du Ukraine. Tín hiệu tích cực cho thỏa thuận hạt nhân Iran. Mỹ cấp miễn phí 400 triệu khẩu trang N95 cho người dân. Thưa quý vị, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thủ đô Kiev, Ukraine trong chuyến công du một số nước châu Âu nhằm thống nhất cách tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề an ninh của Ukraine. Phát biểu với các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng Nga có một số kế hoạch gia tăng lực lượng trong thời gian rất ngắn và việc tập trung binh sĩ gần biên giới giáp với Ukraine sẽ mang lại cho Tổng thống Putin khả năng ra lệnh tiến hành cuộc tấn công nhắm vào Ukraine trong thời gian ngắn. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Tổng thống Putin chọn một con đường hòa bình và ngoại giao và nhấn mạnh đó là quyết định của nhà lãnh đạo Nga. Ông Blinken dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba để củng cố các cam kết của Mỹ với Ukraine. Lực lượng quân đội của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi Kazakhstan sau các cuộc đụng độ chưa từng có ở quốc gia Trung Á này. Theo chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình triển khai tại Kazakhstan, hoạt động gìn giữ hòa bình được thực hiện trên lãnh thổ của Cộng hòa Kazakhstan theo quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể đã được hoàn tất. Việc rút quân diễn ra cùng ngày với việc Kazakhstan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Ngân hàng Trung ương Lào vừa cấp phép cho hai công ty nước này giao dịch bằng tiền kỹ thuật số. Lào Digital Assets Exchange và Bitget đã được cấp phép thực hiện giao dịch bằng tiền kỹ thuật số. Đây là hai công ty duy nhất và chịu sự quản lý của chính phủ Lào được phép cung cấp dịch vụ mua bán và môi giới bằng tiền kỹ thuật số cũng như bằng các tài sản kỹ thuật số khác trong nước và trong khu vực. Sự kiến hai công ty này sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tiền kỹ thuật số vào tháng 4 tới, phù hợp với các quy định của Ngân hàng Trung ương Lào liên quan đến an ninh mạng và bảo mật khách hàng. Một tòa án ở Indonesia đã tuyên phạt 15 năm tù giam đối với Aris Sumarsono, một trong những thủ lĩnh nhóm chân rết của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Indonesia vì tội danh liên quan đến vụ đánh bom trên đảo Bali năm 2002, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Phán quyết của Tòa án quận Đông Jakarta của Indonesia đã cáo buộc đối tượng Aris Sumarsono, 58 tuổi, tội danh thực hiện hành động khủng bố. Đối tượng Sumarsono, có biệt danh là Zulkarnain, là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah, một nhánh chân rết của tổ chức Al-Qaeda ở Đông Nam Á. Sumarsono đóng vai trò chỉ huy tác chiến của nhóm này sau khi thủ lĩnh tiền nhiệm bị cảnh sát bắt giữ hồi năm 2003 ở Thái Lan trong chiến dịch hợp tác của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Đối tượng này bị bắt giữ hồi tháng 12 năm 2020 sau gần 2 năm lẩn trốn. Iran đã bày tỏ sự lạc quan về hướng đi của vòng đàm phán mới nhất diễn ra tại Viên, Áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Còn cộng đồng quốc tế cũng vẫn luôn mong đợi tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc. Các chuyên gia nhận định việc các bên tiếp tục thể hiện thiện chí và triển vọng bắt tay nhau khôi phục thỏa thuận hạt nhân của Tehran sẽ mang đến hòa bình và ổn định quay trở lại khu vực Trung Đông. Tehran đánh giá cách tiếp cận của các cường quốc tham gia đàm phán trực tiếp gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức là nghiêm túc và thiện chí. Nếu các cường quốc cứ giữ thái độ tích cực và đặt mình vào vị trí của Tehran, thì nhiều khả năng thỏa thuận hạt nhân sẽ sớm được hồi sinh. Sự lạc quan của phía Iran cũng được thể hiện trong các tuyên bố của Nga và Liên minh châu Âu EU. Cuộc đàm phán đạt tiến triển không thể chối cãi, trong đó các bên nghiêm túc thảo luận, kể cả trong các cuộc gặp không chính thức. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, đây cũng chính là điều kiện tiên quyết mà nước Cộng hòa Hồi giáo đưa ra để đổi lấy việc tuân thủ trở lại thỏa thuận JCPOA. Chúng tôi ghi nhận bầu không khí tốt hơn của các cuộc đàm phán tại Viên trong việc khôi phục thỏa thuận nhằm kiềm chế hoạt động hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, vòng đàm phán vẫn còn tồn tại một số điểm vướng mắc, nhất là những bất đồng chưa thể giải quyết giữa Iran và Mỹ, vốn chỉ tham gia đàm phán với tư cách gián tiếp. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken bày tỏ hoài nghi về khả năng các bên kịp đạt được thỏa thuận trong bối cảnh thời hạn sắp hết.
Tôi cho rằng chỉ còn vài tuần nữa để xem liệu các bên có thể cùng trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân hay không. Hiện chỉ còn rất ít thời gian vì Tehran đã đạt được những tiến bộ hạt nhân ngày càng khó đảo ngược. Khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ là điều tốt nhất đối với an ninh của Mỹ. Nhưng nếu không đạt được kết quả này, Mỹ sẽ xem xét các bước đi khác, các phương án khác cùng với các đồng minh ở châu Âu và Trung Đông. Mỹ cho rằng với công nghệ làm dầu urani, Iran hoàn toàn có thể chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran phản bác luận điểm của Mỹ và phương Tây, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích hòa bình. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn chưa được dỡ bỏ, Iran phải nỗ lực tự phát triển kinh tế và cải thiện quan hệ với các nước trong khu vực, nhất là các quốc gia Ả Rập. Iran và Syria vừa đạt thỏa thuận thành lập các đặc khu kinh tế chung và ngân hàng chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Iran cũng tiến gần tới việc khôi phục hoàn toàn quan hệ với Ả Rập Xê Út, đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực. Tín hiệu vui này có được là nhờ Tehran và Riyadh đã tiến hành 4 cuộc đàm phán dưới sự trung gian hòa giải của Iraq nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương. Theo đó, Iran và Ả Rập Xê Út đã thảo luận kế hoạch mở lại các đại sứ quán bị đóng cửa kể từ khi hai nước ngừng qua lại với nhau vào năm 2016. Cộng đồng quốc tế vẫn luôn mong đợi tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc. Việc các bên tiếp tục thể hiện thiện chí và triển vọng bắt tay nhau khôi phục thỏa thuận hạt nhân của Tehran sẽ mang lại hòa bình và ổn định quay trở lại khu vực Trung Đông. Nhà Trắng thông báo chính phủ Mỹ sẽ xuất 400 triệu khẩu trang N95 sẵn có trong kho dự trữ chiến lược quốc gia để cung cấp miễn phí cho người dân từ tuần tới. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Nhà Trắng cho biết chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu phân phối khẩu trang N95 đến các hiệu thuốc và các trung tâm sức khỏe cộng đồng trong tuần này, và người dân có thể nhận miễn phí số khẩu trang này từ cuối tuần tới. Khẩu trang miễn phí cũng sẽ được phát tại các địa điểm tiêm chủng. Chính phủ Mỹ cũng mở trang web covidtest.gov để người dân đăng ký nhận bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Đây được coi là đợt phân bổ thiết bị y tế cá nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khẩu trang N95 được đánh giá là hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây lan nhờ thiết kế kín bao quanh mũi và miệng của người dùng. Hãng dược Merck thông báo đã ký một thỏa thuận với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cung cấp cho cơ quan này 3 triệu liệu trình thuốc kháng virus Monopiravir điều trị bệnh COVID-19 cho đến hết nửa đầu năm 2022. Số thuốc này sẽ được UNICEF phân phối cho hơn 100 quốc gia có thu nhập thấp và vừa trên thế giới. Nhóm hơn 100 tỷ phú và triệu phú thế giới vừa đưa ra lời kêu gọi giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp hãy hành động để họ có thể được đóng thuế nhiều hơn. Nhóm các tỷ phú và triệu phú mang tên Patriotic Millionaires, tức là các triệu phú yêu nước, đã ra tuyên bố chung cho rằng những người thuộc giới siêu giàu hiện nay chưa bị yêu cầu đóng góp thỏa đáng cho hồi phục kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Thư kêu gọi chỉ ra rằng hệ thống thuế hiện nay không công bằng. Nhóm các triệu phú này nhận thấy giữa lúc thế giới phải trải qua vô vàn đau khổ trong 2 năm qua, họ vẫn giàu lên giữa đại dịch và thấy mình chưa đóng thuế thỏa đáng. Nghiên cứu từ Oxfam tuần này cho thấy trong 2 năm xảy ra đại dịch, tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng hơn gấp đôi, từ 700 tỷ đô la Mỹ lên 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.